Mỹ chọn Invictus làm dòng trực thăng tấn công tiêu chuẩn mới. Lục quân Mỹ đã quyết định chọn Bell 360 Invictus và Sikorsky Rider X là dòng trực thăng trinh sát tấn công tiêu chuẩn mới. Đây là lựa chọn để bước vào giai đoạn thứ hai của chương trình phát triển máy bay tấn công trinh sát tương lai FARA. Tại giai đoạn 2 của FARA, trong thời gian từ nay tới năm 2023, Bell Helicopters và Sikorsky sẽ hoàn thiện bản thiết kế chi tiết, chế tạo và thử nghiệm hai nguyên mẫu trực thăng dự thầu của mình. Trên cơ sở đó, lục quân Mỹ sẽ quyết định nhà thầu thắng cuộc để trao hợp đồng sản xuất. Bell Helicopters và Sikorsky đã xuất sắc đánh bại ba đối thủ cạnh tranh khác Boeing, Karam Aircraft và AVX Airplane và L3 Technologies. Hai đề xuất thiết kế của Bell Helicopters, trực thăng 360 Invictus và Sikorsky, trực thăng Rider X, dành sự tín nhiệm cao tới từ giới chức lục quân Mỹ do được xây dựng trên nền tảng các dòng trực thăng sẵn có, lần lượt là Bell 525 Brilliant và S-97 Rider. Cả 360 Invictus và Rider X đều đáp ứng đầy đủ yêu cầu của lục quân Mỹ đối với trực thăng dự thầu, bao gồm đường kính cánh quạt không vượt quá 12,2m, tốc độ hành trình tối thiểu xấp xỉ 340 km/h và phải tích hợp động cơ và bộ vũ khí do Lầu Năm Góc chỉ định. Bên cạnh đó, thiết kế của hai trực thăng đều hướng tới việc tối ưu hóa tải trọng, giúp chúng có thể mang nhiều loại vũ khí, thiết bị điện tử hàng không hiện đại. Chương trình FARA được lục quân Mỹ khởi động năm 2018 nhằm tìm kiếm dòng máy bay thay thế cho phi đội Bell OH-58D Kiowa Warrior đã nghỉ hưu một năm trước đó. Theo ông Brooke Jeter, thuộc lục quân Mỹ phụ trách mua sắm, hậu cần và công nghệ, chương trình này là ưu tiên hàng đầu của lực lượng nhằm tăng cường khả năng chiến đấu trên không. Dự kiến lục quân Mỹ sẽ biên chế dòng trực thăng mới của mình vào năm 2028. Điều đặc biệt là trước khi chính thức được lựa chọn, nhà thầu Bell đã cho công bố video về sức mạnh ấn tượng của 360 Invictus và khi nó có thể tấn công và diệt gọn trận địa tăng Armata và hệ thống phòng không S-400 của Nga. Để thực hiện nhiệm vụ khó này, trực thăng 360 Invictus mang theo tới 6 máy bay không người lái UAV tấn công cảm tử. Tất cả số vũ khí này được giấu trong khoang vũ khí bên trong, tương tự trên chiến đấu cơ tàng hình. Khi tiếp cận mục tiêu ở khoảng cách vừa đủ, toàn bộ số UAV được phóng đi để săn tìm mục tiêu. Trong khi đó, chiếc trực thăng đứng ở xa để điều khiển và phát động tấn công. Với kích thước nhỏ chỉ tương đương quả tên lửa không đối không và hoạt động gần như không phát ra tiếng ồn. Vì vậy, phát hiện ra cuộc tấn công của những chiếc UAV này là thách thức lớn không chỉ với S-400. Cuộc tấn công đã hoàn thành khi cả trận địa phòng không đối phương bị tiêu diệt, trong khi bản thân chiếc 360 Invictus không bị lộ diện mà rút về căn cứ an toàn. Dù đoạn video mô phỏng chưa thể chứng minh được sức mạnh của 360 Invictus, nhưng nó cho thấy tham vọng của Mỹ, tấn công và khắc chế vũ khí Nga là mục tiêu hàng đầu trong việc phát triển vũ khí mới của Lầu Năm Góc. Nếu như các bạn thấy những bản tin quân sự hay và hấp dẫn, thì hãy ủng hộ chúng tôi bằng cách ấn đăng ký theo dõi. Việc đăng ký trên hoàn toàn miễn phí. Video này, hãy like và chia sẻ cho bạn bè của mình. Hãy cho chúng tôi biết suy nghĩ của bạn bằng cách comment ở bên dưới. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã ủng hộ. Xin chào và hẹn gặp lại.